Sáng nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017, Hội dân bản Đinh Tị 1977 tỉnh Hà Nam tổ chức họp mặt để củng cố lại hoạt động và kiện toàn lại ban quản trị. Đến dự họp có gần 30 thành viên của hội. Với tinh thần cùng nhau phát triển hội sau một thời gian khá dài hoạt động cầm chừng, các thành viên đến dự họp đều có những phát biểu đầy tâm huyết về hội, về sự gắn kết với các thành viên trong hội, cũng như những hoạt động ý nghĩa của hội, thiết thực của hội để hội ngày càng thực sự trở thành một sân chơi bổ ích và vui vẻ của mỗi thành viên. Được hình thành và chính thức ra mắt ngày 26 tháng 2 năm 2017, với mong muốn tạo ra một sân chơi riêng, tập hợp được tất cả những bạn sinh năm Đinh Tị 1977 đang sinh sống, học tập, làm việc trong tỉnh Hà Nam và những bạn sinh năm Đinh Tị 1977 của tỉnh Hà Nam đang sinh sống, học tập, làm việc khắp nơi trên cả nước cũng như ở nước ngoài để cùng nhau giao lưu, học hỏi, giúp đỡ, động viên nhau trong công việc, trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng nhiều hoạt động có ý nghĩa, bổ ích, thiết thực cho cộng đồng và cho mỗi thành viên. Hội Dân bản Đinh Tị 1977 tỉnh Hà Nam đã có hơn 5 tháng hoạt động và phát triển. Tuy nhiên, do yêu cầu của tình hình hoạt động thực tế trong giai đoạn mới, nhất là củng cố lại ban quản trị, khi 5 thành viên của ban quản trị cũ do những điều kiện công việc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, đã có 4 thành viên rút khỏi ban quản trị ngay sau khi ra mắt, chỉ còn lại một thành viên duy nhất nên hoạt động của hội không được nhiều, không tạo ra được những hoạt động cộng đồng sôi nổi. Vì vậy, việc kiện toàn bầu ra một ban quản trị mới có đủ tâm, đủ nhiệt huyết, đủ điều kiện để gánh vác và phát triển những công việc, hoạt động của hội trong thời gian tới, nhất là gánh vác một công việc có nhiều phức tạp, lại chịu nhiều ý kiến, nhiều áp lực mà không được hưởng công và không dễ dàng vượt qua là điều quan trọng nhất và cũng là điều then chốt trong cuộc họp mặt lần này. Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng đồng hồ thảo luận sôi nổi, cuối cùng các thành viên cũng đã quyết định bầu ra được một ban quản trị gồm 8 người là các bạn Nguyễn Ngọc Hiếu, nickname Hiếu Sao Việt, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thành Long, Bùi Văn Quỹ, Nguyễn Hồng Gấm, Trần Thị Kim Dung, Tuyết Hoa và Hoàng Trọng Muôn. Ban quản trị cũng đã dành thời gian để họp riêng, đã đánh giá khách quan tất cả những hoạt động của hội trong thời gian vừa qua, những việc đã làm được và những mặt còn tồn tại, hạn chế. Dù ban quản trị cũ chỉ còn có một bạn, nhưng hội Đinh Tị Rắn Vàng 1977 Hà Nam vẫn duy trì hoạt động đều đặn, vẫn tổ chức thăm hỏi ốm đau, tổ chức thăm viếng, đám hiếu của các thành viên và tứ thân phụ mẫu các thành viên trong hội, vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động của hội Đinh Tị Rắn Vàng 1977 toàn quốc, giao lưu với hội Đinh Tị Rắn Vàng 1977 các tỉnh thành của các tháng và đã tổ chức in áo đồng phục, in và làm logo cho thành viên trong hội, thu chi quỹ hoạt động của hội, vân vân. Và đặc biệt cũng đã tổ chức được một chương trình thiện nguyện giúp đỡ được một bạn sinh năm Đinh Tị 1977 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Duy Hải, huyện Duy Tiên với số tiền quyên góp được khoảng chục triệu đồng. Hội cũng đã thành lập và duy trì hoạt động được một trang Facebook là nơi giao lưu, thông tin và tương tác lẫn nhau giữa các thành viên trong hội. Qua việc đánh giá đó, ban quản trị mới đã phân công công việc cụ thể cho từng thành viên, đề ra những ý tưởng hoạt động trong từng khoảng thời gian cụ thể từ nay đến hết năm 2017, đề ra quy chế cụ thể và đặc biệt sẽ thay đổi hoạt động của trang Facebook hội, tiến tới thế xây dựng phát triển các hoạt động thiện nguyện để các thành viên tìm thấy được ý nghĩa thực sự trong hoạt động của hội và tham gia ngày càng đông đảo, càng tích cực vào hoạt động của hội. Mong rằng với sự nhiệt tình, năng nổ và đầy tâm huyết của ban quản trị mới, Hội Rắn Vàng Đinh Tị 1977 tỉnh Hà Nam trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển và ngày càng trở thành một sân chơi ý nghĩa thiết thực cho các bạn đồng niên trong toàn tỉnh Hà Nam. Sông Châu có từ bao lâu câu hát rằng mình mang đồng vàng vươn sông lúa
mượt mà câu hát dân ca. Ơi quê mình từ thuở ông cha đất với người bao đời vất vả, để hôm nay ở mãi phương xa lòng ta vẫn nhớ, nhớ về quê nhà. Phận trong chuyện Nam Cao, ta nhớ năm nào quê ta đánh giặc, có bao người còn bất khuất hy sinh. Hà Nam ơi, quê mẹ ta ơi, quê hương hôm nay từng ngày đôi mới, công trường tấp nập thành phố nguy nga. Hà Nam ơi, có đi xa lòng ta vẫn nhớ.